Cái chỗ này là hồi xưa là con đường này, chạy thẳng phía bên cục điện bên kia cục điện bên kia à, một con đường đất như đây. đúng Về miếng đất này là hai mặt tiền hả? rồi, Nên trên con sổ 20 trên sổ là miếng này là hai mặt tiền đúng rồi. rồi. Ngang được 10 mét, trước sau đều 10 mét ha. Ở trước nó 11 mét vậy, nó hơi chéo chéo vậy. À, Để trước lại sổ đi. Miếng này là ở xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, 435 mét vuông, thì có 50 mét vuông thổ cư, còn lại là đất cây lâu năm. Có sổ riêng rồi nha anh chị. Miếng này chiều dài là được hơn 40 mét. Ở đây thích hợp trồng một số loại cây như là chuối nha, dừa. Nếu mà khu người có bạc về hoặc chuối này về đây sẽ phòng trại vẫn được. Thì anh Thuận là chủ đất của cái miếng này luôn, thì cũng là một người bạn của Phước Thành Land. Thành ra anh chị mà quan tâm thì cứ alo cho ảnh. Số điện thoại thì em có để ở góc màn hình video này. Mình đi ra phía mặt đường lớn xem cái ranh đất cụ thể nha, nha anh Thuận. Thì miếng này bán là 1 tỷ 2 có thương lượng, tính ra là 120 triệu một mét ngang. Đường này là nó quy hoạch bằng cờ, bên tay phải của em thì nó mình đi khoảng 800 mét là đường Bình Ba Đá Bạc. Anh Thuận đây là chủ đất trẻ tuổi nha anh chị. Có gì anh chị quan tâm thì gọi cho ảnh. Tới Mỹ ngay đây đúng không? Tới ngay cái cột đâu rồi? Đây hả? Không phải, cái cột này. Cột này hả? À. Hẹn gặp lại các anh chị ở video lần sau nha. Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại.